động tác rất dễ, bắt đầu khởi động. Chúng ta đứng hai chân trễ ra một chút. Lưu ý là điệu nhảy này tất cả nó có 4 nhịp. Chúng ta nghe nhé, chúng ta nghe tại vì đây là phần khởi động, nhưng cũng là phần sau chúng ta sẽ có ý kiến về phần này. Và cũng có liên quan đến định hướng nghề nghiệp của chúng ta đấy ạ. Tại sao tôi lấy cái bài trích thành đàn? Bởi vì con nhà rất quen thuộc của chúng ta đúng không ạ? Con nhà rất quen thuộc của chúng ta. Chúng ta lưu ý là các bạn ở dưới. Các bạn ở dưới lưu ý ạ. Đầu tiên chúng ta chỉ đứng rãi hai chân ra, gật, gật đầu, bốn nhịp. Và tiếp theo, tay chúng ta, hai tay ạ. À, tôi có thể nhờ một bạn là có cao nhất đúng không ạ? Rất đơn giản, chúng ta lại gật bốn cái rồi. Bạn tin thử thế nào? 1, 2, 3, 4, đúng không ạ? Tay ạ. Xin cảm ơn các bạn ạ. Có nhảy nhớ không ạ? Đủ rồi đúng không ạ?